Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Xí Ngọng Cam, Xí Ngọng Vlog. Thì hôm nay về cho một bạn khách trước cái gì nhỉ? Xe kéo Black Dog thì đang bị bóc ra kiểm hàng. Trước khi giao đến bạn ấy thì nghĩ ra sao không làm cái clip bóc hàng xe kéo Black Dog. Đấy thì tiện đây mình làm luôn cái clip này gửi đến mọi người xem là chất lượng xe nó như thế nào. Đây nha. Rất nhiều người hỏi mình các loại bánh xe thì mình luôn tư vấn với mọi người là dùng bánh béo. Mọi người ở trong Nam thì có một số người thì hay gọi đây là bánh ú, bánh béo, hay là ngoài Bắc thì gọi là lốp to bản 10 cm. Mình luôn tư vấn là bà mua bản 10 cm, đã mất công mua đến 7 cm thì lên mua 10 cm. Và vì sao mình hay tư vấn mọi người mua cái lốp to này? Tất nhiên lốp to thì bao giờ giá thành cũng cao hơn kể cả ô tô hay xe máy hay cái gì đi chăng nữa thì lốp to thì cũng sẽ đắt tiền hơn, nhưng nó sẽ có rất nhiều ưu điểm mà bánh bé gặp phải. Bánh bé thì rẻ, cái đấy là tất nhiên rồi, nhưng bánh to thì khi đi cam thì có mấy ai là đi cam ở những cái chỗ đường đẹp đâu. Đấy, thời gian đầu anh em sẽ, nếu các bạn mới vào chơi thì các bạn sẽ đi đến các khu dịch vụ. Đấy, đường nó đẹp, kéo được, đánh 3 cm kéo được. Nhưng càng về sau chơi thì các bạn sẽ thiên về các như kiểu những khu kể cả có dịch vụ đi chăng nữa nhưng nó phải hoang sơ, nó phải còn giữ nguyên được cái vẻ hiện trạng của thiên nhiên hoặc là đường đất hoặc là các thứ ấy. Thì khi ấy đi vào những cái khu như thế, ví dụ như bánh 3 cm mà kéo cát, anh em cứ hình dung 3 cm nó chỉ thế này này, thì anh em không thể nào kéo được ở biển, ở cát, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu đi vào những cái chỗ mà bùn lầy hoặc là như kiểu vào lòng hồ hay là các khu ấy mà trời nắng, trời đẹp thì nó không sao, đất nó cứng không sao, chỉ cần ẩm thôi, đất chỉ cần ẩm thôi, anh em kéo là anh em sẽ biết tay nhau hay hiểu vấn đề anh. Đấy, thì lúc đấy cái này này nó sẽ khác biệt hoàn toàn. Mình đi thì là từ kinh nghiệm bản thân mình rút ra cho anh em thôi. Đấy, mình tư vấn mọi người thôi. Còn đâu nếu mà anh em mà mua hàng mà bảo là tầm tiền mình chỉ có thế thì tất nhiên là mình sẽ tư vấn bánh 3 cm, 7 cm. Nhưng để mà xuống tiền và dùng về lâu về dài mà không phải suy nghĩ gì là phải thanh lý để đổi sang xe khác hoặc là ấy, thì tốt nhất là mua bánh 10 cm. Đấy, còn đây nữa mình rồi. Cái này khả năng là bánh rồi. Đây là ba bánh nữa này, có khóa nhá. Hàng Black Dog các xe khác ấy thì nó không tháo được ra, nhưng hàng Black Dog thì tháo được ra và có khóa bánh đây. Đấy, anh em có thể xem luôn, tiện xem luôn chi tiết. Mình có con xe Tanseanze đây, tí mình bỏ ra mình lắp vào mình thử so sánh xe cho anh em xem là nó khác nhau cái gì. Ai chà chà, như này là phải bóc mất của khách rồi. Thôi chắc là em gái có xem được thì không cảm. Khuyến mại một đôi tay. Mình hay về xe. Rồi ok, đại kìa. Chắc là nó rước được lên không? Không biết. Chắc là nó sẽ tháo được ra thì sẽ lắp được vào. Lắp được vào thì sẽ tháo được ra. Ồ, khác nhau nhé mọi người nhé. Phía trước này nó xoay được thì nó sẽ có thêm bi, vòng bi. Còn đằng sau thì không xoay được thì nó sẽ cố định. Đây, khá là to. Size này phải là size 190 lít. Mình sẽ gọn một chút đi để cho nó nhá, vì là cửa hàng mình nó hơi chật nên mọi người không cảm. Mà gọi là quay thấy thôi chứ cũng không phải màu mè gì, phải đi chọn khung cảnh đẹp rồi thì cho nó. Đấy, thì đây. Xem nào. Mình thì
về rất nhiều hãng rồi. À, đợt tới này về thêm Moody Garden nữa thì tạm thời. À, giá thành nói luôn, giá thành dòng Black Dog này nó gần như là đắt tương đương với Moody Garden và Lecture 2. Nó thấp giá hơn một chút thôi chứ cũng không cao như thế, nhưng mà gần như là tiệm cận là cái thứ nhất. Cái thứ hai là độ hoàn thiện thì tương đương với Lecture và Moody Garden. Đấy. Rồi. Xem nào. À, gì nhỉ? Có nhiều anh em ở Việt Nam hay bảo là Black Dog là hãng con của Lecture 2. Nhưng mình thì không biết được là có phải là hãng con của Lecture 2 hay không. Nhưng tất cả các shop ở bên Trung Quốc ấy, họ bán hàng Black Dog này thì lại bán cùng với Moody Garden. À, các sản phẩm của Moody Garden là đều thế. Và đây anh em có thể thấy nhé, là trong túi của Black Dog thì lại có sản phẩm quảng cáo của Moody Garden. Đấy, thì không biết là có là công ty con của Lecture mà sao lại toàn thấy. Ôi giời, có cả thẻ VIP member này. Gớm quá mà. Đấy, VIP member làm gì đâu. Đấy, khá là đẹp. Cái tấm này bằng nhựa. Đây anh em có thể thấy bằng nhựa chứ không phải bìa cắt tông nhá, khác nhau ở đấy, nên là mưa gió anh em không sợ bị hỏng, không sợ bị đấy. Rồi thế thôi, thì đấy gửi đến anh em quả xe kéo khá là đẹp đây, em thấy đẹp nhất từ trước giờ luôn đấy, đẹp nhất từ trước giờ đây nhá. À, clip này có thể hơi dài một chút thì tiện đây mình bung luôn con xe kéo Tansienze để cho anh em so sánh. Đây hiện mình đang sẵn em Tansienze size này là size đại đi, giá thấp hơn con này, giá thấp hơn, size hình như là to hơn nếu mình nhớ không nhầm, kích thước to hơn, giá thấp hơn. Đấy, thì đây anh em có thể thấy xem là khi lên thật sự nó là chật quá, có khi anh em không nhìn rõ đâu. Đấy, nhưng mà nó to hơn, nhìn rõ, nhìn lên được ạ. Có nhìn được không? Được ạ. Đấy thì về độ hoàn thiện Tansienze thì từ trước đến giờ mình bán khá nhiều. Đấy, độ hoàn thiện thì so với các hãng nội địa khác thì khá là tốt. Tuy nhiên để so sang cái hàng này ấy, vì sao mà anh em cứ thắc mắc là cùng là xe kéo cùng bánh béo, đây anh em có thể thấy cái bánh béo, cái vân nốt như này này thì không nói, cùng là bánh béo nhưng sao mà lại có hãng giá thế này, hãng giá thế kia. Thì đây anh em có thể thấy nha, ví dụ như con Black Dog này, tất cả các đường chỉ may anh em nhìn này, nó có chỉ thừa đâu, nó không có chỉ thừa. Cả một vòng này thì nó chỉ có cái chỗ lối đấy này thì nhìn ra là ấy thôi, còn đâu chỉ thừa, chỉ thiếc không có. Đường chỉ may rất thẳng, rất đẹp. Đấy, nó khác nhau ở cái chỗ đấy. Như sang bên này, đây là Tansienze, giá nó đã khác nhá. Đây anh em nhìn này, này nỗi này. Đấy, chỉ thừa này. Đấy. Đó, và giá con này cũng không phải là ấy đâu nhá. Giá này so với các hãng xe Trung Quốc khác ấy, à các hãng làm đồ cam của Trung Quốc khác ấy, hàng nội địa mà không thương kiểu gọi là gì nhỉ, à mình hay bán hàng, mình hay gọi là hàng lâu lêm ấy, thì chất lượng con này đã khá là ổn rồi đấy. Nhưng đấy có sự khác biệt đấy, thì tùy vào kinh tế của anh em thôi. Nhưng mà thật ra mình tư vấn anh em nhiều khi con xe này này cứ làm sao mà ví dụ như là để anh em mình làm một cái phép tính so sánh như thế này nhá, để anh em có thể cân nhắc này. Ví dụ anh em bỏ tiền mua một con xe bánh nhỏ của những thương hiệu lớn, thương hiệu như này, ví dụ như này chẳng hạn, ok chất lượng hoàn thiện thì tất nhiên là nó hơn rồi, mình không nói. Nhưng cái việc nó bị hạn chế sử dụng thì mình sẽ tư vấn anh em cùng ở cái tầm tiền đấy, mình có thể cân nhắc sang các hãng xe nội địa của Trung Quốc, độ hoàn thiện nó kém hơn một chút nhưng giá trị sử dụng của nó đem lại thì cao hơn. Và chắc chắn thì mình kéo hà đồ các thứ thì mình chơi những em này rồi, nó các khung này này, tất cả các khớp lối này nó đều ok hết, nó đều không có vấn đề gì cả. Đấy, đều rất chi là được. Đấy, thì nếu mà anh em dư giả, anh em chơi hẳn cái dòng cao cấp, dòng full như này thì mình không nói. Nhưng nếu mà anh em mà chơi như kiểu mục đích chính cũng là để kéo đồ ấy, cũng là để kéo đồ, thì mà tầm tiền của anh em chỉ có được như mua những cái lốp size bé của thương hiệu lớn, thì anh em có thể cân nhắc sang những cái lốp size to của thương hiệu ít hơn, kém hơn.
Đấy, tuy nhiên sẽ nhiều anh em sẽ bảo với mình là thế này thế kia. Đấy, thì mình sẽ nói luôn là tuy nhiên nếu mục đích của anh em là đi đi cam nhưng xây dựng thương hiệu, xây dựng hình ảnh như kiểu chụp ảnh lên Face ấy cho nó đẹp, cho nó ấy mà tầm tiền của mình muốn đầu tư ra không quá nhiều, thì lúc đấy anh em lại lựa chọn những cái xe của các thương hiệu lớn như Black Dog này, Mobi Garden này hay Nature 2, ở Việt Nam cực kỳ chuộng Nature 2 hoặc các thương hiệu như thế. Nhưng lốp nhỏ để anh em đi những cái chỗ điểm đẹp, xong là đến anh em dừng xe, anh em chụp ảnh check in thì lên ảnh nó sẽ đẹp hơn là những cái hàng như này. Thì ít nhiều như kiểu giống như kiểu là mình đi xe Trung Quốc mà, cái cách review của mình ấy, thì nhiều anh em vẫn hay bảo là cái thằng đi xe tàu thì chơi cam cũng thế thôi, chơi tất nhiên là đều nhập Trung Quốc về, nhưng mà hàng thương hiệu nổi tiếng thì chụp lên ảnh thì nó sẽ có độ sang chảnh nhất định. Còn những cái thương hiệu chung, hàng nội địa chung như này thì chụp lên ảnh thì nó sẽ gọi là không được ấy lắm. Đấy, thì đấy là tùy mục đích của anh em thôi. Đấy nhá, xin chào anh em.